Hi, xin chào mọi người. Mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu đến với các bạn một trong những chai nước hoa rất là nổi tiếng của Tom Ford. Thì nhắc đến Tom Ford thì mọi người hay nghĩ đến những chai nước hoa có thiết kế hình quân cờ thuộc bộ sưu tập Private Blend rất là nổi tiếng. Nó vừa nổi tiếng bởi vì nó đắt đỏ, nó vừa nổi tiếng bởi vì mùi hương nó đầy tính nghệ thuật nữa ha. Thì trong cái dòng Private Blend này có top 3 chai nước hoa thuộc dạ hàng là đắt đỏ nhất và khá là nổi tiếng nhất của Tom Ford. Đó chính là chai Lost Cherry, chai Rose Peach và chai Fucking Fabulous. Thì gần đây thì có một chai nữa là chai Bitter Peach ha. Thì Rose Peach và Lost Cherry thì mình đã giới thiệu đến với các bạn trong những video trước rồi. Vì mình khá là quan tâm và như các bạn thấy thì mình sưu tập rất là nhiều nước hoa của Tom Ford. Còn chai Fucking Fabulous này, nói thiệt là mình đã từng ngửi mùi hương này trước đây rồi. Và bản thân mình là nữ thì mình cảm giác là cái mùi hương này nó không hợp với mình lắm. Do đó là mình chưa có mua. Nhưng mà sau khi video Rose Peach và Lost Cherry của mình lên sóng thì rất là nhiều người hỏi mình về cái mùi Fucking Fabulous này, mùi hương của nó ra sao, rồi giá cả như thế nào. Thì hôm nay mình quyết tâm mua một chai cho đủ bộ ha. Và mình sẽ bóc siêu nó cũng như là review chi tiết về mùi hương của chai Fucking Fabulous này đến mọi người. Mình sẽ cùng nhau quan sát cái chai nước hoa này một tí nha. Đây, đây là chai Fucking Fabulous 100ml. Bản này là bản của mình, là bản có che. Thì cái chai Tom Ford Fucking Fabulous này nó được ra mắt vào tuần lễ thời trang New York tháng 9 năm 2017. Thì đây là một trong những phiên bản giới hạn. Nói là giới hạn vì sao? Giới hạn bởi vì chai nước hoa này nó được bán với số lượng cực kỳ ít trong một thời gian ngắn, và đặc biệt là nó không có bán ở thị trường châu Á nha các bạn nha. Thì ngay sau khi ra mắt vào tháng 9 năm 2017, cụ thể ở đây là ngày 7, thì cái chai nước hoa với cái tên hết sức là chơi bời này á, nó gây ấn tượng rất là mạnh với công chúng và nó bán hết vèo chỉ sau một ngày ra mắt ha. Nó dẫn đến cái sự cháy hàng ở rất là nhiều cái thị trường. Thì như mình vừa mới nói vừa nãy thì cái chai Fucking Fabulous này là chai nước hoa đặc biệt bởi vì nó có hai phiên bản ha. Cái bản có che và cái bản không có che. Thì cái tên của chai nước hoa này nó gây rất là nhiều cái tranh cãi và rất là nhiều cái tai tiếng ha. Do đó chỉ có phiên bản đời đầu thì có chữ Fucking Fabulous. Tất cả những cái phiên bản sau này thì cái chữ Fucking này nó đã bị che đi mất rồi. Thì hai phiên bản che và không che này thì không có gì khác nhau cả. Bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp chai nước hoa này ra cho mọi người coi nha. Dạo gần đây thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi về nước hoa của Tom Ford. Thật ra thì mình đúng là một fan girl của Mr. Tom ha. Mình rất là thích những chai nước hoa phi giới tính của Tom Ford. Một số bạn hỏi mình là chai nước hoa là thiên nam, chai nước hoa thiên nữ. Thì theo như thông tin từ hãng thì tất cả những cái chai nước hoa của Tom Ford đều là nước hoa unisex, tức là dành cho cả nam và nữ đều dùng được. Tuy nhiên, với chai Fucking Fabulous này thì mình không nghĩ vậy ha. Không những cái chai nước hoa này thiên nam, mà đây còn là mùi hương không dành cho tất cả mọi người. Này, mình đã lấy được chai Tom Ford Fucking Fabulous ra rồi. Mình sẽ cùng nhau quan sát cái chai này một tí ha. Thì mình thấy là cái thiết kế của nó là hình quân cờ bản 100ml thì nó hơi to hơn cái bản 50ml một chút xíu. Và cái nó là cái thiết kế màu đen nhám thôi các bạn ha. Cái màu đen của nó là màu đen nhám. Theo mình thấy đây là một cái thiết kế rất là đẹp. Về mùi hương thì mình có từng chia sẻ với các bạn vừa nãy rồi. Đây là một cái mùi hương mà mình đã từng thử trước đây. Mình miêu tả một số cái nốt hương của nó ha. Khi mà mở đầu thì mình thấy được là có mùi hoa oải hương, là mùi lavender. Đây là một cái mũi mở đầu theo mình là khá là thanh lịch và đẹp. Khi mà mùi hương nó bắt đầu nó ride down xuống thì bạn sẽ cảm nhận sâu hơn một chút, thì mình thấy là nó có vani nè, có hạnh nhân, có da thuộc. Và những cái nốt vani, hạnh nhân và da thuộc để nó kéo dài xuyên suốt cái bề dày của mùi hương ha. Các bạn nhớ nha, ba cái nốt cố định ở đây chính là hoa oải hương, hạnh nhân và da thuộc. Thì nghe cái tên Fucking Fabulous thoạt đầu thì mình rất là khó đoán được cái mùi hương này nó nốt gì, đúng không? Ví dụ là Lost Cherry thì mình thấy là chủ điểm quả cherry, Rose Peach là chủ điểm ba loại hoa hồng. Còn Fucking Fabulous này khiến cho mình khó đoán. Tuy nhiên với mình thì cái tính cách của cái mùi hương này khiến mình liên tưởng ngay đến một người đàn ông khá là ngạo nghễ, bất cần, một bad boy thứ thiệt ha. Đối với mình đây là một mùi hương rất là gây ấn tượng, và nó là mùi hương nên dùng khi mà bạn muốn gây ấn tượng với người khác ở nơi mà bạn đi tới.
tuy là một mùi hương unisex như mình vừa mới nói vừa nãy, nhưng mà đây thì không phải là mùi hương thiên nữ ha. Đối với mình đây là một cái mùi hương khá là thiên nam. Ai là người nên dùng cái mùi hương này? Nếu mà bạn là fan của mùi nốt da thuộc, bạn yêu thích phong cách làm mùi của Tom Ford, và đặc biệt là nếu mà bạn đã từng sở hữu các mùi hương của Tom Ford trước đây, ví dụ như Tuscan Leather, Ombre Leather, thì Tom Ford Fucking Fabulous là cái tên tiếp theo mà bạn nên thử ha. Đặc biệt một chút là cái mùi hương này nó lưu hương rất là tốt, nó lưu hương tốt và nó tỏa cũng tốt luôn. Do đó mình nghĩ là lý tưởng nhất là mùi hương này nên được xài vào buổi tối, hoặc là nếu mà bạn ở trong máy lạnh thì mùi hương này nó rất là phù hợp ha. Cái thời tiết nó se se lạnh một chút, nó khiến cho cái mùi hương này nó quyến rũ hơn theo quan điểm cá nhân của mình. Theo như tất cả các chai nước hoa khác của Tom Ford thì Fucking Fabulous là một cái chai nước hoa mà nó bị làm giả rất là nhiều ha. Do đó nên khi mà mình mua thì mình nên chọn một cái nơi uy tín để mình mua. Giá thành của hãng đưa ra cho chai Tom Ford Fucking Fabulous này, như mình vừa mới nói vừa nãy, là đây là top những cái chai nước hoa thuộc dạng đắt, ngay cả so với những chai khác thuộc bộ Private Blend nha. Nó đặc biệt đắt đỏ, giá của nó cho cái size 50ml như đây nè. Size 50ml nhỏ này nó tầm khoảng $350 theo ý mình nhớ ha, khoảng trên dưới 6 triệu. Còn bản 100ml này thì nó rơi vào khoảng là $475. Tuy là mùi hương unisex nhưng mà tất nhiên là bạn là nữ thì bạn vẫn có thể dùng. Nhưng mà nếu mà bạn là một cô gái đơn giản, mềm mại, dịu dàng thì mình không nên dùng chai nước hoa này ha. Và đặc biệt là cái tên của chai nước hoa nè, nó cũng phần nào nói lên cái tính cách của mùi hương này rồi, đúng không nè? Đây là chai nước hoa mà Fucking Fabulous của Tom Ford. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay ha. Bye bye.